Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại Maryland, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tối ngày 12 tháng 8 năm 2022. Miss World Việt Nam sẽ là cuộc thi tương đối khó dự đoán kết quả bởi ban giám khảo và ban tổ chức sẽ có những cách nhìn và những tiêu chí riêng để chọn ra những người chiến thắng phù hợp với những định hướng phát triển của cuộc thi. Dự đoán sau đây của mình chắc chắn là ý kiến cá nhân và có thể sẽ chưa trùng khớp với nguyện vọng của một bộ phận người xem. Các bạn hãy cùng tham khảo và cùng đưa ra nhận định cuối cùng về kết quả của cuộc thi năm nay nhé. Từng đặt giải Người đẹp du lịch và vào đến top 22 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Lê Trúc Linh đến với cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 với mục tiêu mới là vào đến top 10 chung cuộc. Tuy nhiên, trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, cô nàng chỉ mới dừng chân ở top 16 của giải Người đẹp du lịch và vẫn chưa ghi nhận thêm bất kỳ thành tích nào ở các giải phụ khác. Với vẻ đẹp trong trẻo, ngày càng hoàn thiện và sự thể hiện tương đối tốt, Lê Trúc Linh sẽ là cái tên đầu tiên mình lựa chọn trong top 10 cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022. Trúc Linh sinh năm 2001, sinh ra ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng là người gốc Huế, hiện là sinh viên chuyên ngành du lịch, trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Trúc Linh sở hữu chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng là 84, 61, 90cm. Thí sinh Nguyễn Khánh My giành được giải thưởng Người đẹp biển và cũng chính từ lúc đó cái tên Khánh My gây được nhiều sự chú ý hơn tại cuộc thi. Tuy nhiên cô nàng vẫn chưa thể hiện được điểm mạnh trong ứng xử và thuyết trình. Khánh My có chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng 83, 65, 92cm. Hình thể cân đối, Khánh My sinh năm 1999, từng là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua từng vòng, cô tiến bộ dần kỹ năng catwalk, trình diễn sân khấu. Khánh My hiện là sinh viên chuyên ngành kinh tế quản lý thuộc chương trình liên kết của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Picardy Jules Verne, Pháp. Cô thành thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp, đạt chứng chỉ IELTS 7.0 với tiếng Anh và DELF B2 với tiếng Pháp. Cũng giành được xuất vào thẳng top 20 Miss World Việt Nam năm 2022 là Phan Lê Hoàng An với giải thưởng Người đẹp thể thao. Ngoài ra cô còn góp mặt trong top 5 Người đẹp du lịch và top 2 của giải Người đẹp bản lĩnh. Ứng viên Tiền Giang có lợi thế về khả năng giao tiếp, ứng xử, thành thạo tiếng Anh, phong thái tự tin. Hoàng An là cựu học sinh chuyên Anh trường Trung học phổ thông Bạch Đình Chi, từng đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Hiện cô đang theo học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cô đạt IELTS 8.0 trong kỳ thi hồi tháng 8 năm 2020. Ngoài tiếng Anh, Hoàng An còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Lê Nguyễn Bảo Ngọc với chiều cao nổi trội 1m85, cô thuộc nhóm thí sinh nổi bật tại cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022. Bảo Ngọc gây ấn tượng với kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp và ứng xử tốt. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ với trình độ tiếng Anh 8.0 IELTS. Cô gái 21 tuổi đã trổ tài thuyết trình bằng tiếng Anh tại phần thi tài năng trong khuôn khổ cuộc thi. So với thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020, phong cách catwalk của cô cũng cải thiện. Khi đó, cô dừng chân ở top 22 chung cuộc. Với giải thưởng phụ Người đẹp thời trang, Bảo Ngọc giành được tấm vé ưu tiên và là gương mặt đầu tiên vào thẳng top 20 trong đêm chung kết sắp tới. Ngoài ra, cô còn có mặt trong top 6 Người đẹp bản lĩnh, top 5 Người đẹp tài năng. Gương mặt dày dặn kinh nghiệm như năm em tham dự cuộc thi Miss World Việt Nam vẫn luôn thu hút được sự chú ý vô cùng lớn từ truyền thông, luôn khiến mọi người tò mò và mong đợi vị trí của cô nàng tại cuộc thi năm nay. Nhưng đây hoàn toàn có thể là điểm thuận lợi và cũng là điểm bất lợi đối với cô nàng. Ở chặng đua nước rút, cô đã thể hiện hình ảnh một nam em tự tin, làm chủ tình huống, bản lĩnh đối mặt với những sai lầm trong quá khứ, mạnh mẽ hơn thông qua những câu trả lời trong phần thi Người đẹp bản lĩnh. Dù chỉ dừng chân ở top 6 Người đẹp bản lĩnh, những gì nam em đã thể hiện cho thấy cô là ứng viên đáng gờm nếu lọt vào top 5 chung kết và thi ứng xử. Tuy nhiên, với những vòng thi phụ khác như Người đẹp thời trang, Người đẹp biển hay Người đẹp du lịch, nam em không tiến sâu. Với Người đẹp tài năng, cô dừng ở top 5. Về kỳ vọng, mình mong chờ nam em được gọi tên vào top 5 tham gia phần thi ứng xử, nhưng để đưa ra dự đoán, mình chỉ dự đoán cô nàng được gọi tên vào top 10 chung cuộc. Người đẹp Nguyễn Thùy Linh vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành được giải thưởng Người đẹp bản lĩnh ở giai đoạn nút rút của cuộc thi. Chính vì vậy, cô là một trong những gương mặt được dự đoán sẽ tiến xa lọt vào top 5 chung cuộc của cuộc thi năm nay. Cô sinh năm 2000, cao 1m74, số đo 3 vòng 85, 62 và 90cm. Thùy Linh có bằng ngoại ngữ 7.0 IELTS, tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao Hà Nội. Bên cạnh đó, cô có bằng giao tiếp cơ bản tiếng Pháp DELF A2. Trước khi thắng Head to Head Challenge, tức giải Người đẹp bản lĩnh, Thùy Linh còn lọt top 5 Người đẹp du lịch, top 5 Người đẹp thời trang và top 9 Người đẹp thể thao. Nguyễn Phương Nhi cũng là một trong những gương mặt sáng giá được khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng. Người đẹp Thanh Hóa hiện đang theo học ngành luật thương mại quốc tế tại trường Đại học Luật Hà Nội. Khi học Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa, Phương Nhi nằm trong đội tuyển tiếng Anh của trường. Ngoài tiếng Anh, cô còn biết tiếng Tây Ban Nha. Tham gia Miss World Việt Nam năm 2022, Phương Nhi mong muốn lan tỏa thông điệp
Just Yourself, tin vào chính mình, tới thế hệ trẻ thông qua cuộc thi. Không chỉ học giỏi, năng động và song sáo trong các hoạt động xã hội, Phương Nhi còn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng và nụ cười tươi. Người đẹp sinh năm 2002, cao 1m70, có số đo 3 vòng là 80, 57, 88. Phương Nhi là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất của top 37 Miss World Việt Nam năm 2022 với số đo chỉ 57cm. Nguyễn Thị Phương Linh được chú ý ngay từ đầu của cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022. Cô nàng hội tụ đầy đủ các yếu tố về gương mặt, vóc dáng và trí thức. Cô chiến thắng giải Người đẹp du lịch và góp mặt trong top 6 của giải Người đẹp bản lĩnh. Xét về tổng thể, Phương Linh được dự đoán có khả năng lọt vào top 5 chung cuộc của cuộc thi năm nay, thậm chí cho top 3 giải thưởng cao nhất. Phương Linh sinh năm 2000, cao 1m76 với số đo 3 vòng lý tưởng 84, 61, 90. Cô từng là học sinh giỏi suốt 12 năm học, cấp 3 học lớp chuyên toán trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Phương Linh tốt nghiệp xếp loại xuất sắc trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh, từng đạt điểm trung bình tích lũy 4.0 trên 4.0 và nhận học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường. Cô tham gia làm nhóm trưởng nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và đạt giải ba cuộc thi kinh tế lượng ứng dụng do trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phương Linh từng tham gia cuộc thi duyên dáng ngoại thương FTU Charm năm 2021 và nhận giải thưởng người đẹp truyền thông. Với phong độ vô cùng ổn định xuyên suốt cuộc thi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương luôn là cái tên nằm trong danh sách top 3 dự đoán của mình cho những danh hiệu cao nhất. Dừng lại ở top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Mai Phương luôn hoàn thiện bản thân ở cả hình thể và tri thức để mang đến Miss World Việt Nam năm 2022 một phiên bản tốt nhất của cô nàng. Mai Phương sinh năm 1999, cao 1m70, từng đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái để tiến thẳng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Trước đó, cô nàng từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018. Bên cạnh giải Người đẹp tài năng, trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, cô còn lọt vào top 5 người đẹp thời trang, top 10 người đẹp bản lĩnh, top 9 người đẹp thể thao. Tại Hoa hậu Việt Nam năm 2020, cô lọt vào top 5 đề cử của nhiều giải như Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch, thử thách của nhà tài trợ chính. Cô nàng có khả năng nói tiếng Anh cực nổi bật trong dàn thí sinh năm nay với IELTS 6.5 từ khi còn học lớp 11. Mới đây, người đẹp khoe thành tích IELTS 8.0 sau thời gian nỗ lực học tập. Mai Phương có kinh nghiệm làm MC song ngữ tại nhiều sự kiện của công ty Sen Vàng, đang là thực tập sinh làm biên tập viên của đài VTV, làm MC của một số chương trình. Với vẻ đẹp cổ điển đậm chất điện ảnh cùng với sự thể hiện tốt xuyên suốt cuộc thi, Bùi Khánh Linh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của World Beauty dành cho vương miện Ocean Lotus của cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022. Như mình có đề cập trước đó, ba nàng hoa hậu được chọn để đăng quang ngôi vị hoa hậu Việt Nam năm 2018, năm 2020 và Miss World Việt Nam năm 2019 đều nằm trong danh sách đề cử của giải Người đẹp biển. Và trùng hợp thay, Khánh Linh vừa rồi cũng được nằm trong danh sách đề cử top 5 cho giải Người đẹp biển của Miss World Việt Nam năm 2022. Thêm vào đó, Khánh Linh cũng lọt vào top 5 người đẹp thời trang của cuộc thi, điều mà Hoa hậu Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà đã từng làm được tại hai cuộc thi trước đó. Khánh Linh sinh năm 2002 đến từ Bắc Giang, cô cao 1m76 với các số đo 84, 60, 96. Cô hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, hệ học bằng tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2020-2021 vừa qua, cô là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3.63 trên 4. Khánh Linh còn được biết đến với thành tích học tập cũng như hoạt động phong trào đáng nể 12 năm học sinh giỏi toàn diện, tham gia giải bóng đá trường Trung học phổ thông và đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ngoài thể thao, Khánh Linh đam mê các hoạt động đoàn, hội và phong trào tình nguyện. Hiện tại, người đẹp là bí thư chi đoàn khóa 65 quản trị kinh doanh, MC của Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội, thành viên ban lễ tân Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp và là tình nguyện viên của một vài dự án xã hội. Bạn cảm thấy dự đoán về top 10 cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 của mình như thế nào? Hãy để lại phía dưới bình luận của bạn về top 10 cuộc thi năm nay nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video mới nhất về các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.